Namaste, chào bạn thân mến, chào mừng bạn đến với ngày 12 gột sạch của hành trình 30 ngày yoga cân bằng cùng Sophie, kiến tạo cuộc sống hạnh phúc. Bài tập ngày hôm nay sẽ tập trung vào thân trên, đánh tan mỡ ở hai cánh tay, săn chắc cơ lưng và giảm eo, giảm mỡ bụng. Nếu bạn muốn thực hiện bài tập này, hãy ngồi trên thảm để chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cùng vào tư thế cái bàn. Hai bàn tay đặt dưới vai, hai gối mở rộng bằng hông. Hít vào, võng lưng mở ngực nhìn lên. Thở hết ra, cuộn lưng cao nhìn rốn. Hít vào, con bò. Thở hết ra, con mèo. Rồi từ đây đặt gót chân chạm, đặt hông chạm vào gót chân với dài tay về trước, hít vào, kéo giãn hai bắp tay. Thở hết ra, đặt trán xuống sàn, lắng nghe hơi thở. Nếu bạn đã sẵn sàng thì cùng Sophie bước vào bài tập. Cùng chồm người lên phía trước. Rồi cái bàn, chúng ta duỗi hai chân về phía sau, thẳng hai gối để vào tư thế tấm ván. Ở đây mình hãy đẩy ngực, đẩy bụng xa thảm, chống lại lực hút của trái tất. Hãy nhấn bàn tay xuống, nâng vai lên và chồm lên phía trước. Hướng gót chân lên trời, thu cằm về cổ. Nhìn xuống và thử điều hòa hơi thở. Hít thở sâu. Tốt lắm, cùng đặt gối xuống sàn. Chúng ta sẽ chống đẩy, lựa chọn dễ dàng, co cùi chỏ này. Rồi, nâng vai lên. Hãy cùng làm 10 lần nhé. Bạn nhớ khép cùi chỏ vào. Hít vào, xuống và lên, thở ra. Chồm nhẹ lên phía trước, hít. Thở, 10, 9, 8, bạn mới không cần hạ quá thấp, 7, 6, 5, xuống hít vào, 4, 3, 2, 1, tốt lắm. Rồi chúng ta thẳng hai gối. Rồi từ từ co cùi chỏ, đặt toàn bộ thân người xuống. Duỗi mũi chân, duỗi hai cánh tay về sau, ngửa lòng bàn tay lên, đặt trán chạm thảm. Rồi hít vào, nâng ngực vai, nâng đầu lên, mắt nhìn về phía trước. Nhấn mu bàn chân và cơ đùi xuống. Rồi thở hết ra. Chúng ta cùng tập tay nè, tay của mình nhá, nâng cái cùi chỏ cao lên, rồi chúng ta co và duỗi thì mình siết cơ tay của mình để mình duỗi thẳng cánh tay nhá. Bạn có thể nắm đấm bàn tay như thế này hoặc là xoe các ngón tay, là cùng thực hiện 10 lần bắt đầu nào. 10, nâng ngực vai lên, 9, 8, bài tập này có tác dụng cho cơ lưng, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ nâng ngực vai lên cao, lên cao lên. Rồi thở hết ra. Đặt trán xuống nghỉ một chút. Chúng ta còn 2 hiệp nữa. Hiệp thứ 2 bắt đầu nào. Nâng ngực vai lên. Hít vào. Thở hết ra. Nhấn bụng xuống sàn. Nâng cánh tay cao lên. Rồi co. Duỗi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giữ ở đây. Rồi, thở ra hạ xuống.
Lần cuối cùng để có cơ lưng thon nào, nâng ngực vai lên hít. Thở ra nhấn bụng xuống sàn, nâng cánh tay cao lên. Bắt đầu nào, 10, 9, 8, 7, cao lên, 6, 5, siết bắp tay lại, 4, 3, 2, 1, giữ ở đây, 5, 4, 3, khép cánh tay vào trong, 2, 1. Rồi, đặt hai tay dưới vai, đẩy về tư thế đứa trẻ. Hông nằm trên gót chân, trán chạm xuống sàn. Chúng ta tiếp tục bài tập với bụng nằm ngửa, đưa hông về vị trí giữa thảm, lăn lưng để nằm xuống. Rồi ôm hai gối vào ngực, bàn tay của bạn chạm xuống sàn, rồi bạn nâng hai chân của mình lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tư thế gập ngược. Chúng ta đưa bụng, đưa hông của mình hướng về đầu nha. Mình sử dụng cơ bụng dưới để mình nhấc cái hông lên. Cùng làm 10 lần bắt đầu nào. 10, 9, 8, 7, 6, siết bụng vào, 5, xuống hít lên thở nha. 4, 3, 2, 1. Rồi 10 cái nữa, chúng ta sẽ nghiêng hai gối sang bên trái kết hợp với cả gập ngược. Bắt đầu nào. 10, 9, 8, 7, hạ gối thấp xuống nào. 5, 4, 3, 2, xoay eo ở đây. 1. Rồi chúng ta sẽ đổi bên bạn nha, trở về. Và chúng ta nghiêng hai gối sang bên còn lại. Bắt đầu nào, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm, trở về. Đặt bàn chân xuống sàn. Tiếp theo chúng ta sẽ làm tư thế đạp xe trên không. Hai tay đặt sau gáy, rồi nâng ngực vai, nâng bàn chân lên, rồi gối gập góc 90 độ, đưa cùi chỏ phải chạm vào gối trái và duỗi chân phải. Ngược lại, cùi chỏ trái gối phải, duỗi chân trái. 10 lần mỗi bên. Bắt đầu nào. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, xuống hít lên thở nào. 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, tốt lắm. Rồi, cùng nằm xuống ôm hai gối vào ngực. Rồi, chúng ta lăn lưng để ngồi dậy. Bây giờ chúng ta vào lại tư thế tấm ván. Căn chỉnh hai tay nằm dưới vai. Rồi bây giờ bạn hãy cùng Sophie có thể là đặt gối xuống sàn nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ chống đẩy với biến thể là bước hai tay sang phải sang trái. Rồi ví dụ như Sophie sẽ bước hai tay sang phải và mình chống đẩy bên phải. Rồi trở về giữa. Bước sang trái, chống đẩy.
cùng thực hiện nha. Bắt đầu nào, sang phải. Bạn có thể tăng độ khó bằng cách nhích hai gối ra phía sau một chút. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi, trở về. Duỗi thẳng hai gối trở về tư thế tấm ván. Rồi chó úp mặt đẩy hông cao lên trời. Hít vào chồm lên phía trước. Hơi thở ra mình đặt hai củ chỏ xuống sàn. Chúng ta sẽ lướt sóng nha. Đặt hướng hông phải xuống, nghiêng xuống rồi sang trái, hạ hông trái xuống. Bắt đầu nào, 20 cái nào. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi trở về. Đặt cùi chỏ xuống, mình đẩy hông lên cao. Bước hai chân về trước vào tư thế dolphin. Cá heo. Rồi chúng ta đặt gối xuống sàn. Vào lại đứa trẻ để nghỉ vài hơi. Rồi tiếp tục vào lại cháu úp mặt nào. Nâng chân phải lên cao. Hít vào cháu úp mặt ba chi. Thở hết ra chồm lên gối phải chạm cằm. Đặt bàn chân giữa hai tay. Đặt gối trái xuống, nâng ngực vai lên. Hít vào vươn tay lên trời. Lưỡi liềm thấp. Thở hết ra, xoay người sang bên phải. Với hai tay về cuối và đầu thả. Xoay vai phải về sau. Đi xa hơn, hạ tay phải xuống. Đưa tay trái lên. Với tay trái về cuối thả. Thở hết ra. Hãy đưa hông về trước, kéo giãn cơ gập hông. Rồi đặt tay xuống sàn. Bước chân phải về chó úp mặt và mình đổi bên nào. Nâng chân trái lên, hít. Thở hết, chồm lên trước, đặt bàn chân giữa hai tay. Đặt gối phải xuống, lưỡi liềm thấp. Hít vào, vươn tay lên trời. Thở ra, xoay người sang bên trái, mở tay ngang vai. Xoay vai trái về sau. Đi xa hơn được, hạ tay trái xuống, vươn tay phải về cuối thảm. Hãy đẩy hông về phía trước thảm nhé. Tôi đặt hai tay xuống sàn. Bước chân trái về sau. Tấm ván hít vào. Thở co củi chỏ, có thể đặt gối xuống chống đẩy. Hít vào rắn hổ mang, hoặc chó ngừng mặt. Thở ra chó úp mặt. Rồi từ đây chúng ta chồm lên phía trước tấm ván, hạ củi chỏ xuống. Ở đây mình sẽ nhấn 10 ngón tay của mình xuống sàn, khép củi chỏ và rộng bằng vai. Sau đó mình đẩy hông cao lên, bước hai chân lên trước một bàn chân, co hai gối đẩy vai về sau, đẩy xương cụt lên trời. Vào tư thế dolphin, con cá heo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chống đẩy cá heo nhé. Chồm lên phía trước để đưa cằm của mình hướng về hai ngón tay. Rồi mình lại đẩy hông lên cá heo, đưa mặt hướng về cuối thảm. Cùng thực hiện nào, chồm lên thì hít vào. Lên, thở hết ra. Hít chồm lên trước. Thở ra sau. 10 9 Hãy bám chắc củi chỏ. 8 7
6, 5, 4, cố lên nào, 3, 2, 1, rồi, giữ ở đây, 5, 4, hãy đẩy ngược vai về sau, 3, 2, 1, đặt gối xuống sàn, trán chạm thảm, đưa tay ra phía sau, thả lỏng hai cánh tay. Bạn có thể ngồi ở đây nghỉ thêm một lúc nữa, hoặc là nếu bạn muốn, chúng ta sẽ cùng nhau làm tư thế headstand trồng cây chuối. Đan hai tay với nhau. Đặt đỉnh đầu ở giữa bàn tay. Nâng hông cao lên. Thoát khỏi tư thế, nằm nghỉ. Bạn có thể thử lại tư thế trồng chuối này hoặc kết thúc bài tập. Cùng ngồi dậy để thực hiện bài tập yoga cho mặt trước khi kết thúc. Vào tư thế ngồi. Cùng căng giãn cho da cổ, nâng cằm lên, đưa lưỡi hướng lên trời. Rồi, cúi cằm về cổ. Tiếp theo chúng ta sẽ nâng cơ gò má. Hãy cười, hở 8 cái răng trên và răng trên chạm nhẹ vào vành môi dưới. Tạo cằm vi lai. Hãy chu môi và đưa môi sang bên phải. Dùng hai ngón tay để là phẳng mép. Đổi bên. Chúng ta sẽ là phẳng trán, đan hai tay lại với nhau, không cử động đôi mắt, không cử động hai chân mày, mà chúng ta chỉ cử động đôi mắt thôi. Hãy mở to mắt ra. Rồi thả lỏng, mở to mắt. Thả lỏng, mở to mắt ra. Rất tốt. Bài tập cuối cùng, hãy là phẳng rãnh cười, sử dụng đầu lưỡi của mình. Hãy vẽ vòng tròn phía bên trong này. Xoay ngược lại. Đổi bên trái. Xoay ngược lại. Rất tốt.
Thế là bạn đã hoàn thành xong bài tập yoga cho mặt. Cùng kết thúc bài tập trong tư thế ngồi, hai tay đặt trên gối, nhắm mắt và quan sát cơ thể. Cùng chắp tay trước ngực, cúi cằm trước trái tim, thầm cảm ơn bản thân đã luyện tập tốt ngày hôm nay. Loka Samasa Sukhino Bhavantu. Cầu chúc sự bình an cho muôn loài. Om Shanti Shanti. Namaste. Cảm ơn bạn đã cùng Sophie thực hiện xong bài tập của ngày 12. Bạn cảm thấy như thế nào? Hãy comment ở bên dưới cho Sophie biết nhé. Hẹn gặp bạn vào ngày mai, ngày 13, bông đùa. Namaste.